giống nhau của hai trận đấu trên là tâm thế của đội mạnh. Ở đây là động lực, quyết tâm và sức mạnh đội hình có sự giảm sút, ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu từ phía các đội mạnh. Mọi thứ chỉ là giả thuyết và kết quả của một trận đấu luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, đừng chỉ vì mỗi hai trận thắng hay hòa đột biến mà tóm gọn luôn là trình độ của một nền bóng đá đã lên đẳng cấp mới. Hãy tự huyễn hoặc không có cơ sở vững chắc để rồi chỉ trích thái quá thất bại của hiện tại. Bởi thực tế, tuyển Việt Nam dù có vào tới vòng loại 3 World Cup 2022 thì vẫn không thể thắng Thái Lan ở cả hai kỳ AFF Cup 2020 và 2022. Hãy nhìn vào chất lượng của sự tiến bộ đội tuyển Việt Nam hiện tại với độ tuổi trung bình trẻ hơn đã khiến Iraq vất vả mới thắng chúng ta ở phút bù giờ trong cả hai trận cầu gần nhất với cùng cách biệt một bàn thắng. Điều đó khiến cho chúng ta tin tưởng để phấn đấu trong một trận hòa sòng phẳng tới đây rồi hướng tới những trận thắng trong tương lai gần. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Jose nhấn mạnh đến cách thắng. Đó phải là cách thắng bền vững. Yêu đội tuyển là phải yêu những thất bại có mầm mống của thành công lâu dài.